Ơi, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn hình ảnh nội soi của một hốc mũi nha. Thì đó, mình đang chỉ đó là dùng tiền đình mũi, dùng lông mũi đó. Thì mình đi qua cái đó là cái van mũi trong, đi vào chỗ mình đang chỉ là cái phần vách ngăn mũi nha. Vách ngăn mũi nó chia mũi thành hai phần, bên phải và bên trái. Mình đang chỉ là cuống mũi dưới. Mũi mình nó có ba cuống mũi: cuống mũi dưới, cuống mũi giữa và cuống mũi trên. Đó, chỗ mình đang chỉ là tới cuống mũi giữa đó. Thì thẳng đó lên trên nó sẽ là cuống mũi trên. Phần mình đang chỉ là vòm họng nữa ha, đi từ trước thẳng ra sau nó là vòm họng. Phần mình đang chỉ đó là khe mũi giữa, là chỗ đổ của mũi soi của xoang hàm, xoang trán và xoang sàn trước nha. Chỗ đó là khe mũi trên đó, vùng đó là vùng khứu giác đó. Không khí nó đi qua đó mình sẽ bắt được mùi, nếu có u có này kia thì mình sẽ không ngửi được mùi nha. Hiện này bên mũi bên trái cũng tương tự vậy, đó là cuống mũi dưới. Phía sau vòm họng này có đồng ít nhầy nên mình hút ít nhầy. Thì chỗ mình hút đó là vòm họng đó, ví dụ mình có bị ung thư vòm họng là bị chỗ đó chứ không phải bị dưới họng. Nội soi của vòm họng muốn biết thì mình phải nội soi mũi. Chỗ mình đang chỉ là gờ vòi stat nha, cái đó rồi tiếp đó là cái lỗ vòi stat nó thông lên tay mình đó, cho nên viêm mũi soang có thể nó bị viêm tay giữa nha. Nó là khe mũi giữa, nơi đổ dịch của xoang hàm, xoang sàn trước và xoang trán. Đây là khe mũi trên đó, ở đó là cuống mũi trên. Thì cái vùng khứu giác là vùng đó, nhưng mình nói lại đó, vùng khứu giác là vùng đó. Rồi, nó nội soi hốc mũi bình thường nha.